Vâng, hello, xin chào các bác và các bạn quay trở lại đến với video tiếp theo của em trên kênh BB Núi nhé. Vâng, em tên là Nhiệm. Hiện tại thì em vẫn đang đứng ở chợ chó Bắc Hà. Và hôm nay em sẽ review lại những chú chó đẹp nhất chợ Bắc Hà cho các bác cùng xem nhé các bác nhé. Ok, let's go. Em đỏ dự định cái các bác nhé. Đấy, em này giá 7 triệu các bác này. Giá 7 triệu rưỡi các bác ạ. Đấy. Giá 7 triệu rưỡi dự định cái. Em này đã tiêm phòng 2 mũi đầy đủ hết rồi. Đấy. Sù đỏ cái, đỏ tuyền luôn các bác nhé. Con này trạng khoảng 8 kg. Đấy, giá rất tuyệt vời luôn. Đấy. Vâng, đây là một em đỏ. Đấy, em này trắng mũi hồng. Đấy. Con này là dòng hơ mông cọc. Đây. Đấy. Một dàn chó đẹp luôn. Một em cọc, một em xám đá tứ mục và một em đỏ. Đấy. Giá rất đẹp luôn các bác nhá. Đây là một em xám đá đực các bác nhá. Xám đá đực. Đấy. Xám đá đực mắt xanh. Rồi. Đây là em sù đỏ cái xinh xắn chưa? Quá đẹp luôn này. Đấy, giá có 3 triệu rưỡi. Đây. Em xám đá này bao nhiêu nhỉ? À, xám đá 1 triệu này. Đây là em đực nha các bác nhá. Đây, xám đá đực này. Đây, đây là em xám đá 1 triệu này. Xám đá đực. Em này sù cái 3 triệu rưỡi này. Em này sù trắng giá 2 triệu rưỡi các bác này. Sù đen mai hoa. Đây, hai em này đều dính đực này. Một em trắng, một em đen, đen mai hoa giá 2 triệu. Đây, cọc trắng sù trắng này. Hơn 1 triệu, 1 triệu rưỡi một em các bác này. Cọc trắng nhé, một đực một cái luôn, xù trắng có đực này. Đây. Rất đẹp nhé. Đây còn ba em nhé, một em vàng cũng giá 3 triệu này, em này 3 triệu rưỡi này. Đấy. Đỏ gần như tứ mục, đỏ chân vàng giá 3 triệu rưỡi các bác này. Đỏ đực nhé, mặt vàng thứ tử này. Em này thì bao nhiêu bà nhỉ? Con này 4 triệu rưỡi à? Đấy, một em đỏ tuyền cái này, giá 4 triệu rưỡi. Đấy. Em nào mặt mũi rất là xinh nhá, khôi ngô luôn. Đấy. Đây, một em khoang giá 600 đây. Khoang cái này con này. Mặt xinh chưa? Đây một em xám đá đực nha các bác nhá. Xám đá lông nhạt. Em này xám lông nhạt các bác ạ. Dáng rất là đẹp luôn. Đây, em tứ mục. Em này cọc tứ mục. Đây. Em cọc tứ mục. À đuôi dài chứ nhỉ. Con này bao nhiêu bà ơi? 1 triệu à? Một cái à. Xinh nhỉ, đẹp.
Đấy, em nào cũng đẹp các bác ạ, giá cũng tùy từng giá, tùy từng con một các bác nhé. Đấy. Các anh em thì có thể liên hệ mua giúp và vận chuyển toàn quốc luôn các bác nhé. Đấy. Thì các bác nào mà có nhu cầu liên hệ thì có thể liên hệ số điện thoại hoặc các bạn số điện thoại trên video nhé các bác nhé. Dãy này có rất là nhiều chú chó đẹp này. Đấy, một em trắng rất là ngoan, giá 1,2 triệu các bác. Đấy, trắng đực. Cực khôn luôn. Đây vệ cái. Vệ cái thịt. À đuôi thỏ. Đây đuôi thỏ này. Đây từ Túc Mai Hoa các bác nhá. Đấy, giá 3,5 triệu. Đây, em này là tức là cọc cả đực, cọc đực từ Túc Mai Hoa, kỳ đà bóng ngực. Đấy. Giá là 1,5 triệu. Đấy, giá 1,5 triệu này. Đấy. Em nào cũng đẹp, đây là có cọc vàng nữa này. À, cọc vàng cái nhá. Đây, có hai em cọc vàng. Một cọc cái, một cọc cũng hai em cọc cái luôn. Đấy, em này dáng đẹp hơn này. Em này thì mập hơn này. Đấy, em này mập cọc chất hơn. Đây em sủ đỏ Tuyền đây. Video của em đến đây là kết thúc nhá. Các bác thấy hay thì đừng quên nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nhé. Vâng. Các bác nào mới xem có thể ấn nút đăng ký kênh, bật chuông để theo dõi video mới nhất các bác nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác và các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye nhá. Thank you.